Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tân Tổng Bí Thư khởi động ngay chiến dịch đốt lò nhằm để răng đe và củng cố quyền lực. Ngày 10 tháng 8, VOA Tiếng Việt bình luận tại sao ông Tô Lâm vừa lên 4 ủy viên trung ương mất chức. VOA dẫn nhận định của các nhà quan sát chính trị. Theo đó, việc có đến 4 ủy viên trung ương đảng bị cho thôi chức ngay trong ngày ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư vừa là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ vừa là động thái răng đe nhằm củng cố quyền lực của ông Tô Lâm. Các ủy viên Trung ương phải ra đi gồm có Phó Thủ tướng, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tuyên Quang Chậu Văn Lâm. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết thông cáo được Trung ương Đảng phát đi sau hội nghị ngày 3 tháng 8 cho biết bốn lãnh đạo này có một số vi phạm nhưng không nói rõ là vi phạm gì. Trước đó cùng ngày, Hội nghị Trung ương Đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối là 100% để suy tôn Chủ tịch nước Tô Lâm lên làm người lãnh đạo tối cao của đảng, thay cho ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời. VOA cũng cho biết, tại cuộc họp báo sau đó, Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai việc một loạt ủy viên trung ương phải ra đi ngay ngày Tô Tổng lên nắm quyền là điều chưa từng thấy trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam. VOA dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cho rằng, ông Tô Lâm cờ đến tay là Phất và Phất một cách rất quyết liệt. Và đây là hình tân tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Quang A nhận định rằng, nó có thể là lời răng đe đối với những người khác rằng, từ nay đến đại hội 14, thì việc sắp xếp lại nhân sự nằm trong tay tổng bí thư mới. Theo ông Quang A, động thái này chắc chắn có tác dụng làm cho các ủy viên trung ương phải sợ ông Tô Lâm. Ông dẫn chứng, mặc dù trong buổi chiều cùng ngày, bốn ủy viên trung ương bị mất chức, nhưng buổi sáng họ vẫn cùng toàn thể trung ương đảng bỏ phiếu cho ông Tô Lâm. Nhìn bên ngoài, việc loại bỏ bốn lãnh đạo trên gửi thông điệp về cuộc chiến chống tham nhũng vốn là di sản của tổng trọng. Ông Quang A nói thêm, việc đảng không công bố vi phạm của bốn ủy viên trung ương bị mất chức đã không hề làm cho người dân tin tưởng và quyết tâm chống tham nhũng của tổng bí thư mới. Người dân cho rằng các ông ấy đang đánh nhau. Do chế độ độc tài sinh ra tham nhũng và không thể chống tham nhũng, nên có lý do để tin rằng việc chống tham nhũng là để loại bỏ những người không theo ý mình. VOA dẫn tiếp nhận định của luật sư Lê Quốc Quân từ Hoa Kỳ cho rằng đây là động thái củng cố quyền lực của Tô Lâm và đây là hình cố tổng bí thư nguyễn phú trọng ông quân lưu ý việc báo chí việt nam dùng từ suy tôn để mô tả việc ông tô lâm được bầu làm tổng bí thư về thông báo kỷ luật ngay ngày ông tô lâm lên nắm quyền ông quân phân tích nó củng cố quyền lực ngay lập tức củng cố quyền lực một cách quyết liệt và đưa ra một thông điệp là sẵn sàng xử lý bất cứ đối tượng nào luật sư quân cho rằng thông điệp chống tham nhũng của ông tô lâm công khai rõ ràng và mạnh mẽ là ông ấy sẽ đi theo đường hướng của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm trong suốt quá trình đốt lò của ông Trọng đã triệt hạ các đối thủ để giờ đây đường ông ấy rộng thân thang, để ông ấy tiếp tục bước lên vị trí cao hơn. Luật sư quân nhận xét, bây giờ dân chúng đã nhìn rất rõ, họ thấy không phải kỷ luật là chống tham nhũng, mà chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để người ta triệt hạ lẫn nhau nhằm củng cố quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tân Tổng Bí Thư khởi động ngay chiến dịch đốt lò nhằm để răng đe và củng cố quyền lực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Malaysia truy quét người Việt Nam cư trú và lao động bất hợp pháp. Ngày 9 tháng 8, VOA tiếng Việt loan tin 12 phụ nữ Việt bị bắt khi nhà chức trách Malaysia chống di dân bất hợp pháp. VOA dẫn nguồn từ các hãng tin quốc tế ngày 8 tháng 8 cho biết Sở di trú bang Birek ở của Malaysia giáp miền Nam Thái Lan đã bắt giữ 33 di dân bất hợp pháp, trong đó có 12 phụ nữ Việt Nam được cho là hành nghề chuyên viên quan hệ khách hàng. Vụ bắt giữ này được tiến hành sau khi khám xét ba cơ sở kinh doanh, gồm một trung tâm giải trí, một nhà hàng và một doanh nghiệp ở thành phố iPod trong bang Birak. Và đây là hình bản tin trên VOA. Nguồn tin quốc tế dẫn lời giám đốc sở diệt chú bang Birak, ông Mio nói rằng, hoạt động giám sát được đơn vị thực thi luật di trú thành phố iPod tiến hành vào ngày 7 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày 8 tháng 8 khi nhà chức trách ập vào kiểm tra tại trung tâm giải trí. Tất cả những phụ nữ Việt Nam làm nghề chuyên viên quan hệ khách hàng đều không biết nên đã không chạy trốn. Ông Mio cho hay, bốn người đàn ông Myanmar là nhân viên pha chế quầy bar tại cơ sở đó cũng đã bị bắt. Ông cho biết thêm rằng, sở di trú bang cũng tạm giữ 12 nhân viên nhà hàng và 5 thợ rửa xe ở hai địa điểm khác. Các chủ cơ sở đã nhận 7 giấy triệu tập làm nhân chứng vị giám đốc sở diệt trú bang Birek nói. Tổng cộng có 33 người nước ngoài, gồm 12 phụ nữ Việt Nam, 7 người đàn ông Myanmar, 6 người đàn ông Ấn Độ, 4 người đàn ông Bangladesh, 2 người đàn ông cùng với một phụ nữ Sri Lanka và một người đàn ông Nepal từ 17 đến 40 tuổi đã bị bắt giữ vì bị tình nghi đã vi phạm đạo luật diệt trú 1959 trên 63 và quy định di trú 1963. Ông Mio nói với các hãng tình quốc tế. Và đây là hình các cô gái Việt tại nhà thổ ở Kuala Lumpur, Malaysia. VOA cho biết những người này bị đưa đi tạm giữ tại trại di trú iPod để điều tra thêm và sẽ bị xử lý theo luật di trú. Vị giám đốc sở di trú bang Birek cho biết thêm, hoạt động thanh tra diễn ra vì đã có những lời phàn nàn cũng như dựa trên thông tin tình báo mà sở di trú bang Birek thu nhập được về ba cơ sở kinh doanh này liên quan đến người Việt vi phạm pháp luật ở Malaysia ngày 14 tháng 6. VOA cũng dẫn các nguồn tin quốc tế cho biết, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ người chủ một cơ sở chế biến tổ yến và 43 công nhân người Việt ở lại quá hạn visa. Những người này làm việc không có giấy phép ở thị trấn Ba Hồ, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 60 km về phía đông nam. Hãng tin quốc tế cho hay, ông Hu chang cảnh sát trưởng huyện Chambo, bang Nichigi, nói rằng Bộ phận điều tra tội phạm thuộc trụ sở cảnh sát huyện đã khám xét cửa hàng cao 2 tầng nằm trong trung tâm thương mại Bà Hồ. Và đây là hình Cục Tham mưu Cảnh sát C42 Bộ Công an họp về tình hình mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát đã tiến hành trinh sát quanh cửa hàng từ ngày 4 tháng 6 và phát hiện một người đàn ông ra vào một cách đáng ngờ. Khi diễn ra cuộc khám xét, 20 người phụ nữ và 23 người đàn ông đều là công dân Việt Nam đang rửa sạch và chế biến tổ yến. Ông Hu cho biết thêm. Chủ cửa hàng, một người Malaysia 47 tuổi, đã điều hành việc kinh doanh tổ yến khoảng một năm nay và thuê ba cửa hàng. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra thêm và xác định rằng tất cả các công nhân đều có hộ chiếu hợp lệ, nhưng không có giấy phép làm việc ở cơ sở đó. Ông Hu nói trong bài tường thuật của hãng tin quốc tế rằng cửa hàng đã được cải tạo thành nơi ăn, ở và chế biến tổ yến bao gồm 18 phòng ngủ cho toàn bộ công nhân. Người chủ cơ sở kinh doanh này đã bị tạm giam 7 ngày, còn các công nhân người Việt bị tạm giam 14 ngày kể từ ngày 9 tháng 6. Cảnh sát tiếp tục điều tra về vụ việc này, căn cứ vào các luật và quy định về xuất nhập cảnh của Malaysia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Malaysia truy quét người Việt Nam cư trú và lao động bất hợp pháp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.